Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ thực hiện một bức tranh, đó là bức tranh nói về các bạn nhỏ đang vui chơi. Đấy, đang vui chơi nhảy múa. Ta sẽ thực hiện tô bức tranh này các bạn nhé. Bức tranh này mình sẽ tô một cái màu. Cái màu gì cho các bạn nhỏ này đây? Cái màu nâu này. Bạn ấy rất là xinh phải không nào? Màu tóc màu hồng. Các bạn tóc màu hồng, các bạn nổi bật. Chắc chắn là ta phải thể hiện màu đen thôi vì bạn nam phải tóc đen. Cho bạn gái này màu áo màu xanh.
Đấy, như vậy là mình đã tô xong một phần của bức tranh thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.